thành nguyện đã viên mãn. Thầy chúng con đã an nhiên thâu thần viên tịch, hóa thân vào cõi vô thường, tỉnh giác vô sanh bất diệt. Nơi Tế Bà trong niệm môn đồ pháp viên, chúng con ngẩn ngơ rơi lệ, tiếc thương hình ảnh vẫn còn đấy mà thầy đã vẫn bóng được cùng chúng. Cầu nguyện bảo nhiều nhất cùng đau lời pháp âm sớm tâm từ đây như lấy ai làm chỗ nương tựa gãy nhờ, như lấy ai gần nuôi thân mẹ mà kinh bậc chư tôn thiền tư. Giữa những sự mất mát thương tâm của môn đồ pháp viên chúng con, hạnh phúc thay chúng con đã được chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, các tòng lâm tự nguyện tịnh xá tịnh thất niệm Phật đường đã đến chia buồn và động viên chúng con, để chúng con tiếp tục bước trên con đường hẳn có lợi sanh, kế thừa sự nghiệp mà bậc thầy khả kính đã dày công xây dựng. Giờ đây chúng con tin chắc rằng nương nhờ ôi thần tam bảo, chân linh thầy chúng con vui câu khơi ngợ, kiền thiền đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tự tại tiêu giao ao thất bảo thảnh thơi tâm bác. Hôm nay toàn thể môn đồ pháp viên chúng con phụ phục an tiền thành kính thiết lễ trai nghi, dâng lên cúng dường hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni, ngõ hầu đền đáp ân đức của thầy chúng con trong muôn một. Ngưỡng mong chư tôn thiền đức tăng ni từ mẫn ai lân chứng minh lạc thọ và thâu nhận tất nguyện chân linh thầy chúng con được cao đăng Phật quốc, bất lai niệm lực hồi nhập Tế Bà, hàng khai Phật đạo hóa độ chúng sanh, đồng đăng giác ngã trên ngôi cao hàng mong thầy yên dạ, chỉ chiếu cố tất thành chúng con nguyện cầu chân linh thầy chứng giám. Nam mô Hôn Vị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Lại Ngài một kiền liêng cũng đã hướng về Đức Phật
dạy về hướng về đại tăng, hướng về chúng tăng. Và Đức Phật xác nhận rằng chư tăng mà cùng thanh tịnh hòa hợp trở lại thì tất cả các cái Phật sự gì, sự cầu nguyện gì cũng tùy theo cái sở nguyện và cái thành tựu. Và do đó mà sau này chư tổ thường dạy tích dụng như hại, đức của toàn thể tăng chúng như là biển cả bao la, thanh thang bờ không biển, và năng lực rất lớn như một chiếc thuyền tàu to có thể chở bất cứ đá nào để đi qua bên kia bờ an lạc giải thoát được đấy. Thì hôm nay ở tại tình trạng học sinh này món đồ chúng con đã tá hàng món đồ phát hướng
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày lễ chúc thức của sư cô Thích Nữ Lễ Liên, thế danh là Hàng Thị Mai, ngày 2 tháng Giêng 1948 tại Bằng Dạ Khánh Hòa, và đã viên tịch vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 1 tháng 1 năm 2014, và hướng linh hướng thọ được 66 tuổi, 22 năm Hà Lạc, tại tỉnh xã Ngọc Xuân ở đây. Và hôm nay trong nguyên tắc cũng dường chư tăng, quý vị đã thưa thịnh tức hai hệ phái đã chấp nhận khi họ nhận cái lễ Phật cũng dường này rồi, và vì trực trội cho nên quý vị thiết lễ cũng dường chư tăng ni trong ban trị sự của huyện trước, sau đó quý vị sẽ phát chư tăng sau. Và cái lễ cũng dường trái tăng đây tức là chúng ta muốn hướng về tất cả cái năng lực, cái oai lực của hiện tiền lục tăng là chính. Đức Phật Ngài cũng nhận cứu mẹ Ngài một tiền liên, và Đức Phật Ngài khuyên là Ngài một tiền liên muốn cứu mẹ thì phải hướng về mười phương lục tăng, hướng về tất cả đại tăng. Thì với cái năng lực của đại tăng thì mới có khả năng cứu độ mẹ của Ngài một kiện liên. Thì hôm nay ở đây cũng vậy, tất cả môn đồ hiếu quyến, quý vị cũng đương theo khi hành nguyện của Ngài một kiện liên, vì sư cô thầy mục sư của mình cũng gọi là sư phụ đấy, cũng lừa vừa là mẹ và cũng vừa là thầy. Cho nên vì quý vị cũng hay là thực hành cái hạt hiếu đạo ở trong đạo, cho nên quý vị đã hướng về chư đại đức chúng ta, mà chúng tôi là đại diện ở đây để tiếp nhận cái sự cúng nguyện cầu nguyện và hướng về của quý vị. Nhưng đây xin mời tất cả chư tăng ni nhất cũ nhất tề đem tâm cầu nguyện cho hương linh Như sư Thích Nữ Lễ Liên được nhờ oai lực của chúng ta và tiêu diêu về cảnh giới an lành cực lạc. Vậy vì quý vị đã như pháp nhất lễ trai tăng dâng lên cúng dường Tam Bảo và hiện tiền đại đức chúng ta. Chúng tôi xin đại diện những chư đại đức tăng ni thọ nhận lễ Phật thanh tịnh này và cầu nguyện cho hương linh nhất tâm niệm Phật, và cái tâm Phật của chân linh sẽ tương ứng với Phật Di Đà và sanh về cảnh giới cực lạc. Cũng như không quên cầu nguyện cho toàn thể các vấn đề ở trong đệ tử của sư Thích Sư, hãy nên mọi người phải tự thanh tịnh như bản thân nguyện ý của mình để cùng hòa hợp với cái thân nguyện ý thanh tịnh của chị em, để chúng ta cùng nhau tạo thành một cái năng lực thanh tịnh để tự cứu mình và hồi hướng cho hương linh được siêu thanh về cảnh giới an lành. Nam mô tiếp nhận giáo sư A Di Đà Phật.
Thank you.
Ê Đà Phật Công Thến A Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni Thọ Trai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đốc Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni Thọ Trai, xin mời toàn thể học quyền chúng ta đứng dậy vị phúc. Ngày mùng một tháng một hai ngàn mười bốn